Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Trong video hôm nay tiếp tục Nhật xin phép được cập nhật đến cho các anh thêm một mẫu âm ly nữa đến từ thương hiệu Dinong, đó là con BMA 1500R 2 La Mã. Thì đây là một cái mẫu sản phẩm nằm trong phân khúc giá tầm trung của hãng Dinong. Với một cái gam màu chủ đạo là màu đen thì các anh có thể sở hữu về để mình bày trí lên những gian phòng khách hay là những cái gian phòng ngủ, đặc biệt là những nơi làm việc ha, để nó tôn lên một cái vẻ đẹp quyến rũ rất là sang trọng ha các anh. Và trong video hôm nay thì chủ yếu là Nhật sẽ quay tổng thể nội thất cũng như là Nhật test cái khả năng hoạt động của con âm ly này để gửi đến cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu có thể tham khảo và đánh giá trực tiếp trên cái video này ha. Và trên đầu video này thì Nhật cũng xin phép được chia sẻ luôn những cái mẫu âm ly của Dinong thế hệ cũ, giống như là con 1500R 2 La Mã ha. Thì lúc xưa thì cái giá của nó khá là nhỉnh, khá là cao. Và bây giờ thì cái hiện tại, thời điểm hiện tại thì cái giá của nó cũng khá là bình ổn rồi. Và riêng đặc biệt theo cái đánh giá khách quan của Nhật á, thì cái mẫu âm ly thế hệ cũ này nó mang lại một cái âm sắc, cái dải âm trầm đánh khá là mạnh mẽ và có một cái gì đó rất là uy lực hả các anh. Đặc biệt thì các anh có thể phối ghép với những cái cặp loa của JBL ha. Và đặc biệt Nhật thấy nó đánh rất là hợp với những cái dòng loa Boss, những cái dòng loa cột ha, và những cái dòng loa nhỏ của Boss ha, nó đánh khá là hay trong cái phân khúc giá. Thì tiếp theo thì Nhật xin phép được mời mọi người vào chi tiết sản phẩm ạ. Về phần lắp lưng thì Nhật cũng có tháo sẵn ra đây rồi ha. Đó, mọi người có thể quan sát thấy về cái phần lắp lưng có cái màu sơn đen nhám trên đây, còn giữ được tình trạng khá là tốt nè. Đó, các anh thấy là nó không có cái dấu hiệu bị cắn mớp cũng như là cái phần nước sơn đen nhám này còn giữ được tình trạng rất là tốt ha. Rồi, riêng về tổng thể cái phần lắp lưng thì còn rất là tuyệt vời ha các anh. Đây là cái dây nguồn zin theo máy lúc về ha các anh. Và ốc thì Nhật cũng có tháo sẵn ở đây rồi, nó là những cái tán ốc màu đen luôn ha. Và đây là cây khiển, thì cái khiển này thì Nhật sẽ tặng kèm theo thôi ha. Đợt này thì Nhật về những cái mẫu này thì nó không có kèm theo khiển zin đó, thì cây khiển này cũng xài khá là tốt và xài full chức năng cho cái dòng âm ly này cũng như là những cái mẫu âm ly của Dinong ha. Rồi, về phần phụ kiện thì nó chỉ bấy nhiêu thôi ha các anh. Rồi, tiếp đến thì mời các anh mình vào chi tiết sản phẩm. Đầu tiên thì vẫn như mỗi khi thì Nhật xin phép được quay tổng thể góc cạnh trước ha. Đó, các anh cũng có thể thấy là cái khung sườn của những cái mẫu máy mà được Nhật đặt order trực tiếp từ Nhật về thì nó cũng còn giữ được tình trạng rất là sáng màu ha. Nó không có dấu hiệu bị xám màu hoặc là bị ten xế trên đây ha. Tình trạng thì rất là tuyệt vời nè. Đó, Nhật quay thật là kỹ lưỡng cái gương mặt để các anh mình ở xa thì có thể tham khảo và đánh giá trên cái video này ha, để mình lựa chọn cho các anh mình một cái sản phẩm nó phù hợp với giá tiền cũng như là nó phù hợp với cái gian phòng hoặc là cái mức giá mà các anh có thể bỏ ra ha. Đó, về khung sườn thì rất là tuyệt vời nè. Rồi, gương mặt thì nó không có dấu hiệu bị cấn mớp hay là trầy xước gì trên cái đường phay nhôm có màu đen này ha các anh. Rồi, tất cả những cái nút tín hiệu, đầu tiên thì mời các anh mình thấy, có thể thấy là trên đây nó có một cái logo của Dinong này, rất là sáng màu ha. Phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái con mắt nhận khiển nè, và nút nguồn ha. Thì hiện tại Nhật cũng đang mở sẵn nguồn lên để tí nữa Nhật test luôn cái khả năng hoạt động ha. Bên đây thì chúng ta sẽ có cái lỗ phun 6 ly, thì trên cái lỗ phun 6 ly này thì nó cũng còn cái màu rất là đẹp ha các anh. Nó chưa có dấu hiệu bị ten xét nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ba cái nút hiệu chỉnh như là bass, treble và ba lăng ha. Và trong ba cái nút hiệu chỉnh này nó cũng còn rất là tốt ha các anh, nó không có dấu hiệu bị trầy xước nhiều. Tuy nhiên thì những cái mẫu này Nhật về Nhật chưa có qua vệ sinh ha, thì các anh cũng có thể thấy trên đây nó có một cái lớp bụi nè, lớp bụi mịn từ bên Nhật về ha. Rồi, bên những cái mẫu âm ly thế hệ cũ này thì nó cũng còn cái chức năng là lau nét ha. Thì đây là cái tính năng có thể giúp các anh mình sử dụng những cái cặp loa lớn á, hoặc là những cái không gian lớn á, thì các anh có thể sử dụng cái tính năng này để nó tăng cái cường độ âm sắc lên, cho thêm đầy đặn tiếng trong cái gian phòng của mình ha. Và đặt ở chính giữa thì chúng ta sẽ có một cái núm volume khá là lớn như thế này ha. Và các anh cũng thấy là cái đường phay xước trên đây cũng còn giữ được tình trạng tốt nè. Bên trên khe này thì cũng khá là nhiều bụi bặm ha các anh. Và phía bên phải này thì chúng ta sẽ có một cái ngõ chọn ngõ tín hiệu đầu vào ha. Đó, thì những cái mẫu thế hệ cũ này thì những cái ngõ tín hiệu đầu vào thì nó sẽ có cái dấu khứa như thế này. Và nó sẽ không có cái đèn LED giống như những cái dòng thế hệ mới ha. Đó, chúng ta sẽ có những cái ngõ chọn như là CD, tuner, AUX ha, Bono và các loại các ngõ tab nữa nè. Bên đây thì chúng ta sẽ có cái nút sound direct, thì đây là cái tính năng khi chúng ta sử dụng cái nút sound direct này thì nó sẽ loại bỏ cái phần rè của ba cái tính năng này mà nó sẽ chạy cái âm thanh mộc của nhà sản xuất đưa ra ha các anh. Thì đa số thì Nhật sẽ thường
thử máy á, thì Nhật sẽ thường sử dụng cái nút sodi red này để nó đưa về tất cả những cái tài giải tần số để mình cảm nhận được cái âm ly nó có hợp phù hợp với cái dòng loa hay không ha. Thì tí nữa Nhật sẽ thử cái tính năng là sodi red này để các anh mình cảm nhận được xem nó có phù hợp hay không ha. Rồi về tổng quan cái gương mặt thì còn giữ được tình trạng khá là tốt ha các anh. Thì hiện tại Nhật cũng đã mở nguồn sẵn rồi, thì tiếp theo thì Nhật sẽ test một cái đoạn nhạc để cho các anh mình nghe và cảm nhận ha. Dạ rồi, Nhật xin mời mọi người ạ. Thì vừa rồi Nhật cũng đã test một đoạn nhạc để gửi đến cô chú anh chị mình tiện nghe và tham khảo rồi ha. Thì Nhật cũng xin phép được chia sẻ luôn, trên cái video lúc mà Nhật quay á, thì cái chất âm nó sẽ không mang lại cái sự trung thực trong cái dãy âm sắc ha các anh. Nó chỉ có chiếm tới tầm 40-50% cái chất âm nó mang lại, và cũng như là cái hiệu số mà nó thu, cái điện thoại nó thu được thôi ha. Còn để mà trải nghiệm được thực tế thì các anh như cũng khuyên mọi người nên trải nghiệm thực tế hơn tại cửa hàng, cũng như là các anh có thể mua về để mình sử dụng, để mình trải nghiệm thực tế hơn, nó sẽ mang lại cái dải âm sắc tốt hơn ha. Rồi thì vừa rồi như cũng đã test mọi cái khả năng hoạt động cũng như là mọi cái chức năng trên cái dòng máy này rồi ha các anh. Riêng đặc biệt về cái đánh giá khách quan của Nhật á, thì Nhật đã đánh phối ghép với cái cặp 3701 hai lỗ hơi ha. Và riêng cái mẫu âm ly thế hệ cũ này thì nó mang lại một cái dải âm trầm, nó mang lại một cái khuynh hướng gọi là mạnh mẽ ha. Các anh nghe cái dải âm trầm khá là mạnh mẽ và tươi nè. Và riêng về cái dải âm trung và dải cao á, thì nó cũng còn giữ được cái bản sắc ha các anh, chứ nó không mất hẳn ha. Nó vẫn mang lại một cái gì đó nó hài hòa và rất là hay trong cái bản nhạc mà mình cần nghe ha. Riêng về cái dải âm lâu nét á, thì lúc nãy giờ cũng có bật thử cho mọi người nghe ha. Cái dải âm trầm nó tăng lên cái cường độ âm sắc khá là mạnh mẽ đó. Thì riêng đặc biệt cái phần low net này thì Nhật cũng khuyến cáo các anh là ví dụ như các anh sử dụng trong cái gian phòng lớn ha, hoặc là các anh muốn nghe cái dải âm trầm cho nó mạnh mẽ hơn á, thì các anh mới nên sử dụng thôi ha. Còn về riêng về Nhật thấy á, thì Nhật nghe những cái bản nhạc vừa và nhẹ á, thì mình sử dụng cái low net này thì nó tăng cái cường độ âm sắc lên mà nó không mang lại cái sự trung chân thật trong cái bài nhạc nè. Đó, thì đây là một cái khuyến cáo để các anh mình khi mình sử dụng những cái tính năng này ha. Rồi về tổng quan cái gương mặt cũng như là mọi khả năng hoạt động trên cái con máy này được là Nhật về thì còn giữ được tình trạng khá là tốt ha các anh. Tiếp đến thì mời mọi người vào nội thất bên trong ha. Riêng đặc biệt về những cái mẫu âm ly 1500R hai la mã này thì trước giờ Nhật cũng đã quay khá là nhiều rồi, và Nhật cũng chia sẻ khá là nhiều cái điểm chi tiết trên đây rồi ha. Thì trong video này thì Nhật sẽ quay tổng quan thôi ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai cái tần phô cấp nguồn khá là lớn nè, và các anh cũng có thể quan sát thấy là trên cái những cái phím đồng này nó còn giữ tình trạng khá tốt ha, nó chưa có dấu hiệu bị xuống màu hoặc là bị đen sét ha. Đó, còn rất là vàng ha các anh, đó, vàng ươm luôn á. Rồi về tất cả những cái mẫu mà Nhật đặt order trực tiếp từ Nhật về thì Nhật cũng đã kiểm tra khá là kỹ lưỡng rồi. Riêng về cái nội thất cũng như là những cái bo mạch linh kiện thì trước khi giao đến tay khách hàng thì Nhật cũng đã kiểm tra và Nhật sẽ test. Đó, thì trên đây nó chưa có dấu hiệu bị đâm chọt cũng như là bị thay thế con linh kiện nào trên đây ha các anh.
về cái khung sườn bên trong nè. Đó, các anh cũng có thể thấy là nó rất là sáng màu ha, nó không có dấu hiệu bị xuống màu hoặc là bị tên xét nè. Đó, đây là những cái điểm mà trước giờ Nhật cũng thường hay chia sẻ rất là nhiều đến các anh để mình đánh giá được cái con máy mình nó được cái tình trạng tốt hay không, và cũng như là máy nó là hàng bờ hay là hàng bãi ha. Thì nhìn vào những cái khung sườn như thế này thì các anh cũng có thể đánh giá được con máy mình. À, người chủ cũ ở bên Nhật thì họ rất là ít sử dụng, và cũng như là họ có một cái giữ được cái mẫu sản phẩm khá là tốt ha. Nên là các anh sở hữu về các anh có thể sử dụng thêm được thời gian khá là dài nè. Đó, riêng về cái nội thất thì các anh nhìn những cái mẫu dùng tầm trung của Dinon thì họ làm rất là gấu ha. Và đây là hai cái tụ lọc nguồn của nó ha các anh. Đó, thì những cái tụ này thì nó còn khá là phẳng màu nè. Đó, chưa có dấu hiệu bị phồng dập lên ha. Tuy nhiên thì bên trong này nó cũng còn khá là nhiều bụi bặm ha các anh. Hai bên được đặt đối xứng hai bên thì chúng ta sẽ có mỗi bên hai con sò MOSFET ha. Đó, hai con sò nó sẽ nằm ẩn ở phía bên dưới những cái phần thanh tải nhiệt này. Rồi, tổng quan cái nội thất bên trong thì còn rất là đẹp ha các anh. Và như cũng quay sơ lược về cái những cái jack phía sau luôn ha. Đó, các anh cũng có thể quan sát thấy là những cái jack mạ vàng 24K còn giữ được tình trạng khá là tốt nè, chưa có dấu hiệu bị xuống màu ha. Rất là đẹp ha, và như cũng đảm bảo với mọi người cái mặt phía sau này còn zin đẹp nguyên bản ha. Nếu như cô chú anh chị nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo. Nhật có để bên dưới góc màn hình của mọi người á để Nhật gửi hình trực tiếp chi tiết qua ha. Thì trong cái video này thì Nhật sẽ quay một cái video một luồng luôn á, nên là Nhật sẽ không quay cái máy lại được ha. Nên rất mong mọi người thông cảm. Dạ rồi, thì vừa rồi Nhật cũng đã quay tổng thể nội thất cũng như là Nhật test cái khả năng hoạt động của con máy để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo rồi ha. Thì cái mẫu sản phẩm này về còn giữ được tình trạng tốt nè, và Nhật hiện tại thì Nhật cũng đang test luôn ha. Hoạt động khá là trơn tru. Thì hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá là 11.500.000 và chưa bao gồm phí vận chuyển nha các anh. Song song đó thì Nhật sẽ tặng kèm theo cho các anh một cây khiển trợ ha, để các anh mình về sử dụng full chức năng cho cái dòng âm ly này. Rồi, về riêng về cái đánh giá khách quan của Nhật có thể phối ghép hợp với những cái dòng loa nào á thì mọi người có thể sở hữu con máy này về để mình phối ghép với những cái dòng loa cột hoặc là những cái dòng loa bút xeo cùng phân khúc tầm trung ha. Đó, các anh phải Nhật rất hay nhấn mạnh vào cái phân khúc á, thì mình sử dụng cái phân khúc nào thì nó hợp lý cho cái dòng đó, hoặc các anh có thể sử dụng các anh những cái cặp loa cao cấp hơn một tí xíu nữa, nhưng mà ví dụ như các anh sử dụng nó cao quá thì con máy này nó chỉ nằm trong phân khúc giá tầm trung thì có nó chỉ đánh tới cái ngưỡng đó thôi ha các anh. Đó, nên là Nhật cũng rất là khuyến cáo các anh nên sử dụng những cái mẫu loa, ví dụ như mẫu loa BNW như bên Nhật ha, hoặc là những cái mẫu loa Bookshell như thế này ha, và những cái mẫu loa của Boss nè. Những cái mẫu, đa số những cái mẫu loa cột của Boss thì thường nó sẽ có 200W đó, thì các anh có thể sử dụng những cái mẫu này đánh rất là hợp, và cũng như là nó mang lại cái chất lượng âm thanh khá là tốt nè. Và quan trọng hơn nữa là cái mục đích sử dụng của các anh ha. Nếu như các anh mình sử dụng trong cái gian phòng vừa và nhỏ hoặc là từ 30m² quay đầu á, thì các anh có thể sở hữu những cái mẫu âm ly này để mình về nghe nhạc du dương nhẹ nhàng, hoặc là các anh có thể nghe những bản nhạc remix ha, hoặc là những cái bản nhạc bolero có nhiều tiết tấu nè, giống như Nhật hồi nãy Nhật có test á, thì những cái mẫu âm ly này đáp ứng khá là tốt, và đặc biệt thì nó mang lại một cái độ chi tiết trong âm sắc khá là tuyệt vời các anh. Đó, riêng về nó là thuộc phân khúc giá tầm trung và những cái mẫu cũ ha, nhưng mà nó vẫn mang lại được một cái bản sắc khá là tuyệt vời. Riêng về cái dải âm trầm thì những cái mẫu của Dinon thì rất là tuyệt vời rồi ha các anh. Đó, rồi thì nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về cái mẫu sản phẩm này, hoặc là những cái mẫu sản phẩm mà Nhật đang giới thiệu á, thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo. Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha. Hoặc mọi người cũng có thể đến tận địa chỉ là số 9T-579 đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để xem qua mẫu sản phẩm và cũng như là mình test cái chất âm của nó trước khi xuống tiền ha. Và Nhật xin nhắc lại cái mức giá bán thì cái con Dinon BMA 1500R Hala mã này hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá là 11.500.000, và đây là cái mức giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha các anh. Rồi, cuối cùng Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ.